giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Trong sự nghiệp không tay vợt nào có thể bảo đảm mình bất bại. Vậy những ngôi sao hàng đầu thế giới trong làng quần vợt có cách gì để vượt qua cảm giác thua cuộc? Dưới đây là chia sẻ của Rafael Nadal. Tất cả các vận động viên đều đã từng thua cuộc vì điều đó là rất bình thường. Có những thất bại đau đớn hơn trải nghiệm của một số người khác nhưng tôi chấp nhận nó theo cách bình thường. Ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha nói trên ABC. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Một số làm tôi tổn thương nhiều hơn. Khi bạn nhìn thấy một cơ hội lớn và rồi để lỡ mất, bạn buồn, nhưng tôi không bao giờ tức giận. Tôi sẽ giận nếu tôi không cho mình một cơ hội nhưng khi vào sân tôi luôn cố gắng hết khả năng. Và qua nhiều năm, bạn sẽ nhận ra rằng mình có khả năng cạnh tranh và đấu tranh cho những thứ thúc đẩy bạn. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Khi bạn đã nỗ lực và chiến đấu, bạn không cần phải giành được thêm gì đó. Tôi luôn cố giữ mình thật bình tĩnh. Tôi có thể trải qua một quãng thời gian tồi tệ trong vài giờ nhưng sau đó thì không sao nữa. Khi được hỏi về những đứa trẻ coi các vận động viên như thần tượng, Nadal cho biết: Tôi không nghĩ đó là điều gì đó tuyệt vời. Bởi vì có những đứa trẻ muốn giống như những người nổi tiếng khác và tôi nghĩ rằng một trong những người này, trong một số trường hợp, không phải là tấm gương tốt. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Trẻ em muốn trở thành những gì chúng thấy trên TV nhưng những gì chúng thấy trên TV không phải lúc nào cũng tốt. Theo quan điểm của tay vợt sở hữu 17 danh hiệu Grand Slam thì điều quan trọng không phải là sự nổi tiếng mà là một con người tốt, có học thức và bạn bè. Điều thực sự quan trọng là trở thành một người tốt, được tôn trọng, có học thức và có bạn bè. Khi bạn có bạn bè và những người bên cạnh bạn không bao giờ nói xấu về bạn, điều đó có giá trị vô cùng lớn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Nam Thành 1:45 ngày 8 tháng 4 năm 2019. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Federer nói lời thật lòng về khoảng cách trình độ với Federer. Nadal sau tất cả, chú Nadal thừa nhận một sự thật về Federer đây. Siêu năng lực của Nadal mà Federer